Hello hello. Hôm nay thì tôi đang ở trên một chiếc Hilux và sẽ làm một cái thử thách mà tôi chưa làm bao giờ, đấy là phi cái Hilux này lên trên cái hầm Lotte. Thật ra là cũng hơi run đấy vì cũng lái bán tải rất là ít, đồng thời thì là cái hầm ở Lotte này cũng là một cái hầm khá là hẹp và dốc. Không sao, chúng ta sẽ cứ đi từ từ thôi. Xe này là xe máy dầu nên là tiếng nó gõ khá là rõ. Tầm quan sát của nó thì cũng khá là thoáng, đồng thời nó cũng có cái camera 360. Có thể thấy là khá là sát vì thân nó khá là dài. Và các cái khúc cua này sẽ phải lưu ý một chút. Thật ra thì ngoài việc đầu và thân dài ra thì cái điểm nhìn của nó khá là rõ, và đồng thời nó có cái camera 360 này. Mình nghĩ là đây là những cái xe mà nó có cái camera 360 là nó hỗ trợ tốt nhất, vì nhiều khi những cái xe nhỏ chúng ta không đến mức là phải cần. Tuy nhiên thì cái xe này nó có cam 360 thì chúng ta sẽ dễ hơn. Ở cam này thì cũng khá mờ thôi, nhưng mà cơ bản là dùng được. Rồi, chúng ta đã vượt qua bài thử thách. Thật ra cũng không đến nỗi nào, nó không quá khó. Hôm nay có lẽ là một clip trải nghiệm xe thực tế, gọi là đúng là trải nghiệm xe luôn, bởi vì chưa tìm hiểu gì về chiếc xe bán tải này. Đó, nói thật là như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể nhìn qua về các cái phần liên quan đến nội thất của nó này. Đấy, xe này thì có 3 chế độ là 2H, 4H và 4L. Đó là qua V-cycle sau, chống chân trượt, hỗ trợ đổ đèo. Có chế độ Eco này, chế độ Power này, nó có một chế độ Sport ở đây. Về cơ bản thì là như vậy, nó cũng khá giống cái Fortuner. Tay lái này có vẻ như tay lái trợ lực rộng. Đây là cái phiên bản cao cấp nhất của cái chiếc Hilux này, 2.8 và 4x4 tấn đồng hai cầu bán thời gian. Mô men xoắn là 500 Nm và công suất cực đại là 200 PS, nhưng mà mô men xoắn của nó đạt được ở giải vòng tua khá là thấp, 1.600 vòng, thế nên là cái lực kéo của chiếc xe này cũng khá ổn. Đấy, vì việc đi lại trong phố thì nó cũng êm ái. Đương nhiên là không tránh được cái tiếng của máy dầu. Ngồi trong xe này thì cái tiếng gõ nghe khá là rõ của máy dầu. Xe này bán tải nhưng mà cũng có nhiều công nghệ hay ho hiện đại phết. À,
mỗi khi mà dừng lại thì cái camera này nó đều bật lên, giúp cho chúng ta dễ dàng trong việc quan sát hơn. Thử sang chế độ power, lúc nãy là để chế độ eco này. Bây giờ chúng ta sẽ thử chế độ eco trước nha. Chân ga phản hồi ở chế độ eco thì nó cũng có một chút độ trễ nhất định. Giờ mình chuẩn bị này, đạp này. Trễ không? Chắc khoảng 1 giây ấy. Quá trễ, không đi sang chế độ power này thì độ trễ nó không thay đổi nhưng mà cái lực kéo nó cũng sẽ thay đổi, sẽ có một cái lực đẩy mạnh hơn. Xé cảm giác máy nó gõ khá là nhiều nên là đi cái đường nhỏ nhỏ này thì nghe hơi sót xe. Đấy, chúng ta đi cái đường này. Xe nó có một cái độ giằng nhất định, tuy nhiên thì cái dập tắt tự động của nó cũng không phải là quá khó chịu. Chúng ta sẽ cảm thấy là nó bị lắc nhẹ một chút, tuy nhiên là sau đó thì các bạn sẽ không có một cái cảm giác dập dềnh. Cơ bản là như vậy. Đây là đi một mình mà không có hàng hóa gì cả. Đấy. Nó hơi giằng một chút nhưng mà treo khá là êm. Chế độ power chạy tiếp này. Vừa đi một đoạn trong phố rồi thì có thể thấy là cái chiếc xe này nó cho một cái tầm quan sát tốt, dù nó khá là to lớn và đồng thời là cái vô lăng này cũng có thể điều tiết được tốt. Hệ thống treo thì nó cho một cái độ dập tắt hơi gắt một chút nhưng thì khá là êm. Chứ còn về cơ bản thì mình nghĩ là nếu như là phục vụ những cái mục đích như là chở hàng hoặc là đi công trường các thứ thì những cái chiếc xe như này nó rất phù hợp. Các bạn đi các bạn sẽ ít có cái cảm giác bị sót xe và đồng thời thì nó vừa đủ. Đấy, và ví dụ như là đi những cái xe này đi qua những cái chỗ này thì nó gọi là đơn giản luôn, không có cái gì đâu. Lội nước qua những cái chỗ này thì đơn giản. Đây, hôm nay lại có cơ hội lội vào cho anh em xem. Cái xe trước này có vẻ sẽ khá là chật vật. Nhưng chiếc xe này thì hoàn toàn đơn giản. Hôm nay Hà Nội vừa có một trận mưa rất là to. Vì xe mình mới đi qua đây là hơi rén đấy. Xe này thì nó lại là đơn giản. Kiểu là có sức mạnh nhưng mà nó cũng ra một cách rất là từ từ ấy.
chứ nó không phải là tạo cho chúng ta một cái sự vui vẻ phấn khích gì. Gào khá to. Nó không có được cái sự êm ái cần thiết. Là bên 90 còn dưới 1.500 vòng, nó đang ở số 4. Nói về mặt cách âm của chiếc xe này thì cũng chỉ là gọi là cảm nhận để có một cái sự cảm quan thôi, chứ còn nó cũng khá là thừa. Thì thực ra là cái động cơ này, cái âm mình nghe dội khá là rõ. Cái âm môi trường thì thời điểm hiện tại đang có mưa và nghe cái tiếng mưa lộp bộp nhỏ nhỏ thôi. Cái âm môi trường thì cũng bình thường, nói chung là chúng ta vẫn nghe thấy những cái xe ở ngoài phi báo rất là rõ. Còn phần cách âm gầm thì nó là một chiếc xe gầm không gầm rời, thế nên là đương nhiên là nó sẽ cho chúng ta một cái sự êm ái hơn nhất định, cách biệt nhất định với mặt đường ở phía dưới. Giống như là ở cái tốc độ này thì không nghe cái tiếng vọng từ lốp lên. Êm, nó khá là êm nhưng mà dập tắt các cái dao động. Lớn và cua tốc độ cao thì chúng ta có một cái cảm giác hơi sợ một chút và cua tốc độ cao. Chỉ ở vòng tua khoảng 1.500 vòng. Đến cái thời giai đoạn mà chạy ở cái vòng tua này thì nó thể hiện là nó khá là êm. Đây có lẽ là mức vòng tua tối ưu và cái cách vận hành tối ưu đối với chiếc xe này. Kêu ngay, nên là chiếc xe này nó chỉ nên đạp rất là nó nót thôi. Thật sự là nót thì mày có thể có cái hoạt mức độ nó êm được. Chúng ta cũng có thể nghe rõ cái chiếc xe này khi mà nó chuyển số. Cái này còn thậm chí là còn có cả Adaptive Cruise Control nhé. Đấy. Đấy, có thể chỉnh được khoảng cách với cả xe phía trước. Cũng là một công nghệ khá hiện đại. Bản này là 2.8 này đã gần 1 tỷ rồi. Nên là một điểm nó cũng có thể thấy là cái chiếc xe này trông thế thôi nhưng mà có nhiều cái công nghệ hiện đại phết. Chung là nó là một phong cách vẫn rất là Toyota thôi, nhưng mà lại được đầu tư một số cái công nghệ đáng chú ý là có Adaptive Cruise Control. Thì đủ dùng, đèn thì là đèn bi LED. Cứ chê Toyota nhưng mà thật ra thì chiếc xe này thì bên cạnh cái việc là cái vận hành của nó thì có vẻ như là không được êm ái cho lắm, thì mình nghĩ là nó cũng được đầu tư khá là tốt về mặt hoàn thiện cũng như là những cái công nghệ được trang bị trên xe.
phân khúc xe bán tải ở Việt Nam thì có lẽ là có Ranger là gọi là áp đảo, và doanh số của Ranger thì các đối thủ cộng lại không bằng doanh số của Ranger, doanh số tháng cũng như là doanh số theo bán theo năm. Tuy nhiên thì nếu như nhìn vào một cái chiếc xe này và xét trên bình diện là một cái chiếc xe chỉ xét trên những cái giá trị mà nó mang lại thôi, thì mình nghĩ là nó cũng mang lại những cái giá trị khá là tốt về mặt vận hành. Tuy nhiên là nó cái hệ dẫn động của nó thì là hệ dẫn động 4WD, nó cũng không gọi là quá nổi bật giống như là Mitsubishi. Tuy nhiên thì nó cũng vẫn mang lại những cái giá trị khá là tốt với những cái công nghệ được trang bị. Tức là có thể người ta sẽ nghĩ về Toyota giống như là một cái hãng xe không được chiều chuộng người dùng lắm, nhưng mà chiếc xe ở phiên bản cao nhất thì mình nghĩ là nó cũng mang lại những cái giá trị tốt. Đấy, thật ra là Toyota không bao giờ có những cái chiếc xe tệ cả. Tuy nhiên là họ chỉ quan trọng là họ có muốn bán nó tốt hay không thôi. Đấy, chứ còn Toyota thì không bao giờ gọi là có những cái chiếc xe tệ. Đấy, và đồng thời thì cái thị hiếu người dùng ở Việt Nam cũng như vậy, họ cũng không mua những cái chiếc xe bán tải để chở hàng quá nhiều, mà họ mua xe bán tải đi trong phố và thỉnh thoảng là đi chơi thôi. Thế nên là cái mức độ gọi là ngồi đồng cối đá thì nó cũng không phải là gọi là quá đòi hỏi cao, mặc dù thì với những cái chiếc xe như thế này thì đi nó sẽ không sót xe, nhưng mà nó cũng không tổng thể cái trải nghiệm nó không mang đến một cái sự chiều chuộng một chiếc xe đi phố. Mình nghĩ đấy là cái giá trị lớn mà Ranger có thể mang lại, thì đây là chiếc xe giống như kiểu đi công việc, công trường, cày tiền ấy. Đấy, thì cái chiếc xe này nó mang lại cái trải nghiệm như vậy. Có lẽ là như vì lý do đó thế nên là những cái chiếc xe Nhật ở Việt Nam nó không được ưa chuộng lắm, đơn giản là bởi vì nó tập trung nhiều cho cái về vận hành, về sự bền bỉ, còn nó sẽ không quan trọng quá nhiều cái việc là chiều chuộng người dùng với những cái trang bị. Mình khá bất ngờ khi mình thấy là chiếc xe này có cả Adaptive Cruise Control, hỗ trợ giữ làn, cái tính năng an toàn chủ động mà. Không ngờ trong một chiếc xe như này lại có. Ở đây lại là một đoạn ngập nữa để anh em có thể xem. Ngay đằng trước mặt là một chiếc Maybach V250, và xe này thì có lẽ là cũng hơi rén đấy. Vọt trùng cũng vào đây thì cũng là, trong khi xe này thì quá ngon, rush này. Một cái hình ảnh mà có lẽ là hiếm gặp ở Hà Nội. Tạm trời luôn rồi cái đường này cho nó máu này. Sao? Khi đi qua nước thì phải đi rất chậm thôi. Chiếc xe này gầm cao rồi. Đủ để thấy là cái giá trị của một chiếc xe bán tải là như thế nào, nhất là trong một cái ngày mưa. Thế nên là để đặt nó vào tham chiếu của những cái người dùng ở Việt Nam thì cũng khá là khó đấy. Vì người dùng Việt Nam thì bao giờ cũng đòi hỏi nhiều thứ, và đôi khi là đòi hỏi không đúng cho một cái mục đích của một chiếc xe. Đấy cũng là một cái điều kỳ lạ xảy ra ở phân khúc bán tải, hay là cuối cùng thì một cái xe mà nó không quá nổi bật về vận hành, tuy nhiên thì cái phần nhìn của nó như là cái thương hiệu nó lại bán chạy hơn. Đấy chính là chiếc Ranger vô địch phân khúc. Đấy, anh em vừa nhìn thấy cái hình ảnh khá là vui vẻ của Hà Nội trong một cái ngày mưa ngập, và cũng như là chúng ta cũng có một cái trải nghiệm ngắn ngắn với cả cái chiếc xe này. Một cái chiếc xe mà mình không có quá nhiều nền tảng trải nghiệm, thế nên là mình vẫn nghĩ là nó được trang bị khá là tốt. Tuy nhiên là mức giá thì cũng không phải là rẻ. Tuy nhiên thì với những cái giá trị mà nó mang lại thì mình nghĩ là nếu như những người có nhu cầu sử dụng xe bán tải thì cũng có thể cân nhắc chiếc xe này. Đó, dù doanh số của nó thì cũng không thể so sánh được với Ranger. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video trải nghiệm nhanh này. Hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye.